Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn biết cái này còn chị hay nữa các bạn ơi. Chị về ngứa nè, viêm da cơ địa nè, rồi chàm nè, lắc khô luôn nè. Đây nè, mình cắt cái mũ chú già nè, cái chú già mà chắc chúng mà hơi non non cũng được, tốt lắm. Mình chắc đại lên cái tay mình nè, đó. Mình chắc đại lên đó. Mình là bị viêm da cơ địa mãn tính. Mãn tính nha các bạn, nó ngứa chứ lắm. Mà chị hút nhiều quá lâu lắm. Nay bà chị mình, bà cũng đang làm phước ở bên Đài Loan á. Còn bà chỉ với mình mà mình làm mới có hai lần mà nó hết ngứa, mà nó khô nữa, nó không có ngứa bông da nữa đó. Mà đặc biệt chàm là cũng hết luôn nha các bạn. Cái này chỗ này mình dời leo, mới leo qua nè đó. Dời leo là các bạn biết nó khó chịu lắm, chét lên cũng hết nè. Dời leo nè, lát khô nè, chàm rồi nè, rồi ai bị nứt nẻ gót chân rồi làm cũng hết nha các bạn đó. Bạn thấy không?